Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Thiên học Đông Phương Và trong video ngày hôm nay thì Phương sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để chúng ta sao lưu nhanh những dữ liệu quan trọng của mình lên Google Drive Để khi mà máy tính của chúng ta gặp sự cố thì dữ liệu của chúng ta vẫn còn trên Google Drive và chúng ta có thể tải về mà nó không bị mất đầu tiên các bạn phải chuẩn bị cho mình một tài khoản gmail gmail là của google đó ha và việc đầu tiên chúng ta sẽ vào trình duyệt web để chúng ta tải cái ứng dụng Sau lưu đám mây của google về thì mình vào trình duyệt web google chrome hoặc là cốc cốc hay là firefox cũng được ha mở lên sau đó mà các bạn gọi cho mình cái từ khó là uh, drive app đó, đánh cái chữ này bấm enter thì các bạn thấy sẽ thấy cái uh, đường link là chữ tải xuống này các bạn kích vào đó. rồi nó sẽ vào cái trang này và mình bấm vào cái nút là tải ứng dụng drive cho máy tính chúng ta kích và chúng ta chờ nó tải về thì dung lượng là 277 trăm bảy thì khoảng đâu đó thì mất khoảng bao nhiêu giây tùy vào mạng của mình ha các bạn chờ một xíu thì sẽ tải về xong rồi nó tải về xong rồi nó nằm ở đây À, hoặc là ví dụ như các bạn tải mà thấy nó không nằm ở đây thì nó nằm ở đâu trên góc trên như này các bạn có thể theo dõi ha và sau khi tải về xong thì mình sẽ kích vào để mình cài đặt cái ứng dụng này đó kích vào rồi chúng ta tiếp tục bấm yes rồi ở một đây chúng ta bỏ check cái này đi ha. chúng ta không cần check này bấm install được cài đặt Rồi sau khi nó cài đặt xong á, thì chúng ta bấm Close để đóng. Và nó sẽ hiện ra một cửa sổ để chúng ta đăng nhập vào cái tài khoản Gmail của mình. Tức là tài khoản sao lưu của mình đó. Rồi chúng ta bấm Sign In. Chúng ta đóng cái này đi ha. À. Rồi khi mà chúng ta bấm Sign In thì nó sẽ hiện ra một cái trang web để chúng ta đăng nhập này. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ đăng nhập cái tài khoản Gmail của mình các bạn phải chuẩn bị có một tài khoản Gmail ha Ví dụ như ở đây mình đang nhập tài khoản Gmail của mình vào Rồi, tiếp tục nhập mật khẩu Rồi, chúng ta bấm Next Rồi, tiếp tục chúng ta bấm vào nút Sign in. Rồi, như vậy là xong Chúng ta tắt cái trình trình duyệt này đi Đó, tắt luôn thì các bạn thấy ở ở dưới cái phần mà thanh task này nè các bạn để ý nó sẽ có một cái biểu tượng hình tam giác này đây này sẽ có một cái biểu tượng hình tam giác này các bạn để ý ha đó và khi cái biểu, tượng hình tam giác này nó sáng lên như này thì chúng ta đã đăng nhập thành công đó. thì sau khi mình đăng nhập thành công á thì các bạn mở cái dbc uh, um, này thì chúng ta thấy thêm một cái ô đĩa có google drive có nghĩa là chúng ta đã cài đặt đúng ha và ở dưới đây các bạn thấy nên nó, nó có biểu tượng này là đúng nếu mà chúng ta muốn theo dõi thì chúng ta nắm kéo này thả ra thành task đó, để chúng ta theo dõi rồi bây giờ giả sử trong cái ổ địa của chúng ta à, trong cái độ ổ đĩa ép này mình có hai cái thư mục quan trọng đó là cái thư mục phòng loại bán hàng với cái thư mục nhập xuất tôn chúng ta muốn sao lưu hai thư mục này lên google drive đó thì chúng ta sẽ làm như sau đầu tiên các bạn kích vào cái cái nút ở bên dưới này kích vào sau đó mình sẽ chọn cái vào của bánh răng cài đặt này. Đó. Rồi mình sẽ chọn tiếp là Free này. Đó. Rồi, ở đây chúng ta bấm nút no thêm ha. Rồi, trong cái mục uh, My PC này mặc định các bạn uh, kích vào nút Add Folder này để chúng ta add những cái folder mà chúng ta cần solo vào. Thì ở đây mình cần hai folder, mình add cần cần add hai folder đúng không? Ở đây mình có là uh, phần mềm bán hàng là nhập tôm này. Đó thì mình bấm vô Folder đây. Rồi chúng ta sẽ duyệt tới cái ODF và chúng ta kích vào cái chúng ta kích vào từng thư mục nha. Đầu tiên chúng ta chọn nhập xuất tôm trước, chúng ta bấm select folder. Rồi ở đây chúng ta để mặc định, chúng ta bấm đăng và chúng ta tiếp tục chúng ta add thêm folder nữa. Ở đây chúng ta add phần mềm bán hàng, chúng ta select folder, chúng ta bấm đăng. Như vậy thì ở đây có hai cái thư mục mà tương tự tương ứng với dung lượng của nó. Sau đó chúng ta bấm xe, xe lại rồi sau khi xe chúng ta tắt đi sau khi tắt xong thì các bạn kích vào cái biểu tượng này các bạn thấy nó đang nháy nháy đúng không đó nó đang đồng bộ này thì mình kích vào đây thì các bạn thấy là những cái file của mình nó sẽ tự động upload upload lên Google Drive đó rồi như vậy thì khi mà chúng ta làm như vậy á mỗi khi mà chúng ta có thay đổi gì dữ liệu ở trong những cái file này thì nó cũng sẽ tự đồng bộ lên cái Google Google Drive luôn đó các bạn hình dung không À, thì khi mà chúng ta đồng bộ à, phải có mạng nha. Bắt buộc phải có mạng thì những dữ liệu mà chúng ta thay đổi ở đây nó sẽ đồng bộ lên Google Drive. Thì khi mà dữ liệu khi mà máy tính của chúng ta có vấn đề, giả sử như um, cái ổ cứng nó bị hỏng, chúng ta không thể lấy dữ liệu thì hai thư mục trong cái máy tính này nó sẽ bị mất đi. Hai thư mục trong trong máy tính nó bị mất đi thì chúng ta chỉ cần à, đăng nhập lại cái tài khoản Google Drive trên trên trình duyệt web của máy khác hoặc là cái máy mới đó chúng ta tải về thôi thì sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách tải khi mà dữ liệu bên này không còn nữa có nghĩa ổ cứng bị hỏng mình chuyển sang máy khác thì các bạn sẽ làm như sau ở đây các bạn thấy nó khi đồng bộ xong đó, thì các bạn thấy nó có dấu chết này đúng không đó ok đồng bộ xong rồi thì giả sử như à, chúng ta sang một máy tính khác chúng ta mở chúng ta xem thì các bạn vào cái trình duyệt web của mình đây cái cửa sổ Google hiện ra thì mình sẽ gõ cái chữ gmail.com đó chúng ta bấm enter để chúng ta đăng nhập vào gmail hoặc là chúng ta có thể đăng nhập trực tiếp vào Google Drive cũng được thì ở đây mình sẽ bấm là đăng nhập ở đây đó và mình sẽ đăng nhập à, tài khoản gmail của mình vào rồi nhập mật khẩu thì ở đây nó sẽ hồi nãy mình vào gmail cho nên ở đây nó sẽ vào cái cửa sổ gmail à, nhưng mà mình không sử dụng gmail mình sử dụng lưu trữ đám mây google drive cho nên các bạn khi mà vào cửa sổ gmail rồi á, thì mình sẽ vào cái 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 nút đây sau đó mình sẽ vào uh, mình vào tiếp cái driver này đó kích vào thì các bạn thấy là cái cửa sổ driver này hiện ra và những cái file mình vừa đồng bộ lúc nãy thì nó sẽ vào đâu nó sẽ vào cái cái mục máy tính này nè đó các bạn thấy cái mục máy tính này không các bạn kích vào máy tính này đó thì ở đây nó sẽ có một cái gọi là my pc là cái nghĩa là đây là máy tính thứ nhất còn ví dụ như các bạn dùng một tài khoản gmail này mà các bạn đồng bộ ở nhiều máy có nghĩa là trong máy này à, các bạn đồng bộ hai thư mục rồi trong máy khác các bạn cũng đồng bộ các thư mục khác thì nó sẽ hiện hiển thị ở đây hiện MyBC rồi MyBC1, MyBC2. Thì ở đây chúng ta mới có đồng bộ một máy tính thôi cho nên nó ghi hiện là MyBC ở đây. Thì các bạn kích đúp vào, kích đúp vào MyBC này thì mình sẽ thấy được những cái thư mục mà lúc nãy chúng ta đồng bộ ở đây. Các bạn thấy không? File nhập xuất tôn này, phần mềm bán hàng này, Đó, hai thư mục này. Thì À, chúng ta muốn tải những cái file này về thì rất đơn giản các bạn kích phải chuột vào cái thư mục này Đây Các bạn kích phải chuột vào thư mục này Và các bạn chọn tải xuống thôi Thì cái thư mục này nó được nén lại và nó tải xuống cho mình Tương tự với thư mục này cũng vậy Tải xuống, kích phải chuột, tải xuống Đó, thì bằng cái cách này á Thì dữ liệu của chúng ta đã luôn luôn cập nhật trên Google Drive Và Tuy chúng ta làm trên máy tính nhưng mà nó sẽ cập nhật thông qua cái ứng dụng này Và lỡ mà máy tính của chúng ta bị sự cố ví dụ như là hỏng ô cứng hay là bị mất cấp chẳng hạn Thì những dữ liệu chúng ta cũng sẽ có thể tải lại được mà không bị mất Đó thì để, đó là cách mà chúng ta bảo, bảo quản những cái dữ liệu quan trọng trong máy tính của mình và cái, cái điều quan trọng để dữ liệu chúng ta liên tục cập nhật và liên tục đồng bộ thì máy tính của chúng ta bắt buộc phải có kết nối mạng nha. Các bạn phải lưu ý cái điều đó và một điều để đảm bảo an toàn nữa thì khi mà máy tính của mình mở lên thì các bạn hãy xem thử là cái biểu tượng này à, có nghĩa là cái chương trình Google Drive này nó có mở theo máy tính hay chưa. À, nhiều trường hợp thì khi mà chúng ta mở máy tính thì chúng ta không thấy cái biểu tượng này nữa. Thì có nghĩa là cái chương trình đồng bộ của chúng ta nó bị bị ngắt rồi. Cho nên nhất thiết là các bạn phải mở lại cái chương trình này bằng cách chúng ta vào start ở đây và chúng ta tìm từ khóa driver đó driver và chúng ta mở lên này chúng ta mở lên hoặc là các bạn có thể kiểm tra cài đặt của cái phần mềm này để chúng ta mở khi mà máy tính khởi động thì các bạn vào cái nút này sau đó mình chọn vào bánh răng chọn cái nút này sau đó mình vào cái tiếp tục cái bánh răng và chúng ta kéo xuống ở đây nó sẽ có một cái mục là à, tiếng Anh có nghĩa là mở cái, cái ứng dụng này khi mà hệ thống khởi động thì chúng ta chết vào này để để chắc chắn là khi mà chúng ta khởi động thì cái phần mềm này được mở Đó thì theo cái cách này thì chúng ta có thể đồng bộ bất kỳ một cái thư mục nào trong máy tính của chúng ta thì lúc nãy mình có ví dụ là hai thư mục các bạn có thể đồng bộ bất kỳ thư mục nào trong các ổ đĩa đây à nếu mà các bạn có nhiều ổ đĩa thì các bạn cũng theo cái cách đó chúng ta cùng thêm nhiều thư một nữa và chú ý rằng à, khi mà một tài khoản Google miễn phí thì chúng ta sẽ có được 15 ghi à, thì các bạn thêm thì các bạn thêm trong vòng 15 ghi thôi các bạn có thể thêm à, mua bộ nhớ để chúng ta mở rộng ra à, cái dung lượng của cái ổ đĩa trên Google Drive của chúng ta để chúng ta sử dụng cho thoải mái nếu mà các bạn có nhiều dữ liệu quan trọng à, thì đó là à, mình đã chỉ cho các bạn cái cách đồng bộ sao lưu À, dữ liệu quan trọng một cách nhanh nhất. Còn nếu các bạn có muốn xem à, đầy đủ cái nội dung về cái ứng dụng Google Drive này thì à, các bạn có thể tham khảo video mà mình đã up trước đó. Trong video đó mình đã nói rất kỹ à, về cái ứng dụng Google Drive này và mình có hướng dẫn các bạn là à, có thể đồng bộ dữ liệu trên à, cùng một dữ liệu nhưng mà chúng ta có thể đồng bộ trên nhiều máy khác nhau để chúng ta sử dụng. Thì các bạn có thể xem lại cái video đó và cái video đó mình cũng để đường cái đường link dưới phần mô tả video này các bạn có thể bấm và xem lại nếu cần ha nếu các bạn thấy hay thì chia sẻ cho nhiều người cùng xem để chúng ta cùng nhau bảo vệ những dữ liệu quan trọng của mình à, xin tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo